Chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của kênh YouTube mình nha. Hiện tại thì mình đang ở một cái nhà máy chuyên chút lúa gạo và mình thấy một chiếc ghe chở chuyên chở lúa các bạn. Trên đó thì có hai bà chị đang bươi những cái đống chấu từ ở trên nhà máy xuống mà cho nó đều chiếc ghe ha. Thì mình tí nữa mình sẽ chờ cho đến khi nào mà chiếc ghe chấu này nè mà xuống xong hết và chuẩn bị gờ bến đó các bạn, là xem là một chiếc ghe như thế này mà chở một cái đống chấu rất là cao á thì chạy nó sẽ như thế nào á. Mình mời cùng các bạn cùng xem á. Thì hiện tại bây giờ là hai chị nè đang, mình không biết chị hay là cô nha, nhưng mà thấy hai đứa phụ nữ thì mình nói chị cô thôi, đang bươi ra rất là nhanh. Thì ở trên này nó xuống các bạn thấy nè, đó nó xuống như thế này đó. Thì các bạn nghĩ là nếu mà mình vác không kịp là sẽ như một cái đống núi luôn. Hai chị nãy giờ mình thấy bươi rất là nhanh đó, cho nên là mình mới quay lên cho các bạn xem đó. Chứ thật sự thì chuyện này cũng rất là bình thường đó nè. Chiếc ghe là một chiếc ghe tam bản, mình nghĩ là tầm 70 tấn cho tới 80 tấn ha. Ghe này cũng khá là to và dương hai cái càng mà để be lúa, be chấu á, lên khoảng tầm 2 mét mấy. Đó, lên khoảng 2 mét mấy nè. Lái những cái chiếc ghe chấu này là phải thiệt là cao nha các bạn, chuyền 3-4 cấp dây sơn luôn á. Đồ chấu xuống con này nhanh con nè. Vì ở đây là khu vực Cờ Đỏ các bạn, là cái chỗ này là chuyên để chuốt những cái hạt lúa hạt gạo á, là chấu rất là nhiều. Ở đây thì nãy giờ mình thấy là hầu như là mấy chục chiếc ghe chấu chạy ra chạy vô các bạn. Đây nè. Còn kế bên là một chiếc xà lan nó bự còn hơn là một cái chiếc tàu buôn nó chạy cặp bến luôn nè các bạn. Và đó là nó chạy mà nó sát luôn con nè. Trời ơi, nói chung là cặp mí luôn các bạn. Đó. Hết biết cái xà lan thì chưa. Mình sẽ gán chờ đợi là khi mà chiếc ghe chấu này nó xuất chạy đi ra ngoài sông lớn á, thì mình cũng quay lại cho các bạn xem là qua những cái cây cầu mà thiệt là cao á. Đó là chỉ cái xe lan này quá cao, cũng to lắm rồi các bạn ơi, dữ lắm luôn rồi. Cái gì đây? Mình sẽ lại một cái vị trí khác để mà cho các bạn xem cận cảnh ha. Thì thật sự mà nói thì chấu nó không có nặng đâu, nhưng mà thật sự là nó bụi lắm bụi các bạn. Là nếu như mà mình làm cái này mà thời gian dài không đeo khẩu trang á là bụi rất là nhiều. Đó. Trời ơi. Rất là đều nha. Thì các bạn thấy nè, cao 2 mét đó các bạn. Mới một ghe vậy là xuống chấu tích tắc. Thùng nước gì để sẵn uống ha. Cái bồ lăng như thế này đây là không phải ngồi đây đâu các bạn, mà là còn bắt cao lên nữa ha. Cao lên để lái chứ cái vị trí mà cái vô lăng đó thì nó bị khúc chấu thì không thấy ở phía trước đâu, mà phải dời nhanh lại các bạn. Đó. Chấu nó xuống có đợt. À, bên kia một anh đó nha. Đó, bên đây là gì, tổng cộng là ba người.
Hello cưng. Mình sẽ trở lại cái chị đặt cháu này nha các bạn. Ở đây một bạn nữa nè, đây một bạn nam ha. Đó, bởi nó là cháu xuống rất là nhanh. Mình nghĩ cái chiếc này tầm 15 phút 20 phút nó là đầy nha các bạn. Nó xuống dồn dập không kìa. Cái cây len thì phải nói chứ, cây len này mà để đào đất thì thôi là hết bài luôn, hết cái đường tả luôn. Nó bự bành kỳ vậy các bạn. Hôm nay cây len nè, má ơi nó bự bằng cái nón lá của chị đội luôn á. Cái này đi đào chuột hoặc đi đào đất mướn thì thôi tới tay luôn. Là cây len của em trai này cầm nè. Trời ơi, còn hơn là cây đàn kỳ bà. Cây đàn của bà lá sát nữa. Quạt ba tiêu á các bạn, giống như cây quạt ba tiêu á. Đủ lắm, đóng cháu rồi. Đây là cái mí giới hạn nè, là từ cái thùng nước này là bằng, vậy là chút xíu là đầy nha mọi người. Thì chứ nếu mà lúa được nhiêu đây là không biết bao nhiêu đời người ăn cho hết nha, nếu mà một gia đình nữa các bạn. Ôi ôi. Quá nhiều luôn rồi, chị Bùi không kịp luôn các bạn ơi. Chắc mình phải bỏ máy quay xuống, mình chạy qua mình phụ bà chị quá. Rồi, lắp đầu luôn rồi, nội ơi. Rồi, chị đâu rồi? Xong luôn. Mình nghĩ là đủ rồi đó các bạn. Tràn luôn rồi, tràn luôn rồi nè. Này hình như chưa có nói gì hết các bạn, là tràn luôn rồi. À đang dời ghe, lượn ghe đó các bạn, chút xíu nữa là còn phần mũi nữa, còn gá là nhiều ha. Đây là chiếc ghe này có kèm thêm một cái chiếc xuồng nhỏ để mà khi lên bờ cho nó dễ nè các bạn. Xuống cháu tiếp tục ha. Mình không biết là ở cái phần đầu trên cái băng chuyền đó là có người để mà ôi thác đổ kìa má ơi. Ở phía trên đó là nó có người. Xúc cháu lên hay là máy nó tự khoan vô hết các bạn. Vì mình thấy nó cháu nó xuống không có đều mà nó có cơn có nó có từng đợt đó. Đó. Nó xuống nè, nó xuống từng đợt chứ nó không có xuống một tăng một. Nếu mà xuống một tăng một thì rất là nhanh, là từng đợt. Mà nếu mà xuống từng một đợt thì là người ta, những cái chị này và những cái người mà ban như thế này làm không kịp ha. Trời đó. Trời ơi. Thấy đơn giản như chứ mấy bao lúa, mấy bao cháu nữa các bạn. Trời ơi con kìa. Em trai này cột dây xong là nó xuống chắc hết luôn rồi. Kìa. Xuống nhiều, xuống sông hết nhiều kìa. Nội mẹ ơi. Không biết là cái chị ở phía trước và cái anh kia ở phía trước như thế nào ha. Chứ thật sự thì cháu đổ như thế này là xuống sông rất là nhiều các bạn. Nè, nó ngập sông luôn rồi nè. Một lớp rất là dày nha.
chở cao hơn chiếc ghe là khoảng 5-6 thước, mà chiếc ghe vẫn là chưa khẩm nha các bạn, nó chỉ hơi lờ đờ thôi, chưa là khẩm nữa. Vậy là chấu thì rất là nhẹ, cực kỳ là nhẹ luôn. Đó. Đúng là nhìn cái cây len đó các bạn, nó gì gan cây quạt ba tiêu đó. Chà bá luôn trời, nó bự hơn cái nón lá của chị đang đội luôn. Hết biết cái cây len được chứ. Còn cái chị này cũng vậy nè, một người là cây đàn tỳ bà, một người là cầm cây quạt ba tiêu. Hết biết. Đúng rồi. Giữ thằng được chứ. Ghe thì đồ chấu sắp đủ hết các bạn. Chấu thì nó xuống từ đợt. Xuống một ghe chấu rất là lâu hết các bạn, từ lúc mình theo dõi tới giờ là mấy tiếng đồng hồ. Người xuống liên tục ha. Nó đổ kìa. Trời ơi, cây len nó sáng như đi nóc luôn các bạn. Cái độ mài mòn của chấu nữa. Cây len bằng sắt mà nó như đi nóc luôn. Như vậy thì là chấu đã đủ, cái ghe nó đã đủ tải và đủ khối hay gì đó các bạn. Thì cái băng chuyền này nó đã dương lên trên rồi. Thì bà chị này, hai bà chị này và một em trai này ban ra cho bằng nữa là xong ha. Và mình sẽ chạy qua bên kia để mà theo dõi ha. Nếu mà kịp thì mình sẽ quay tiếp tục cho các bạn xem. Còn nếu như mình chạy qua không kịp chiếc ghe này, hoặc là mình gặp một chiếc ghe khác, mình cũng sẽ tiếp tục quay cho các bạn xem là khi những cái ghe chấu mà cao như thế này mà chạy ra mà sông lớn thì nó sẽ như thế nào ha các bạn. Mình nghĩ là nếu mà gió mạnh mạnh thì ghe nó cũng sẽ khó lái nha, vì độ cao nó rất là cao á, thì nó sẽ dạng như là bị cản gió ha các bạn. Rồi bây giờ các bạn cùng chờ mình tí ha, nếu gặp thì mình sẽ tiếp tục quay cho các bạn xem. Rồi như các bạn thấy thì bây giờ là đã đầy đủ chấu ha, và bây giờ kéo một cái tấm ga, một cái tấm lưới để chùm lại để mà gió các bạn, khi mà chạy ra ngoài sông lớn có gió nó sẽ bay ha, nó bay dữ lắm bay các bạn, vì chấu nó nhẹ cho nên là phải chùm cái tấm này lại nè. Đó, không biết đây là tấm cao su hay tấm lưới nữa, vì xa quá mình không có thấy rõ hết các bạn. Đó là tấm lưới ha, chùm lại rồi bắt đầu chờ cột dây vào lại rồi chạy, nó không có bị gió thổi bay vô mắt nè, hoặc là bay nó bị nhót đi á. Đó là rất là nhiều. Ồ, cao 2 mét đó các bạn, đâu có gì phải dặn dừa. Mà chiếc ghe này là chiếc ghe chưa được to nha, nếu mà là chiếc ghe to thì các bạn còn nhìn còn hải hùng nữa. Rồi bây giờ mình sẽ chờ, nếu mà mình tình cờ mình ra ngoài kia mà mình gặp chiếc ghe này chạy nữa thì mình sẽ tiếp tục quay cho các bạn xem. Còn nếu như mình không gặp thì một là mình quay chiếc ghe khác, còn không thì mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn. Đây chiếc ghe chấu là đang dời ra khỏi bến ha, đại ghe tới giờ lui để mà chạy ra ngoài ha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chạy qua đầu kia ha.